Thấy voi phì phèo thuốc lá liên tục nhiều giờ, ai cũng run sợ, không ngờ thứ chúng hút chính là. Nhìn chú voi phì phèo liên tục nhả khói thuốc trắng xóa, ai cũng xót xa nhưng không ngờ sự thật lại không tưởng đến như thế này. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau bức ảnh một chú voi đang liên tục phả ra khói thuốc trắng xóa. Ngay lập tức, bức ảnh này đã nhận được sự quan tâm chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Không ít người trong đó cảm thấy xót xa cho các loài động vật khi đang phải hứng chịu những hậu quả do con người tạo ra. Thế nhưng mới đây, người quản lý khu rừng mà chú voi trong bức ảnh đang sống đã chính thức lên tiếng về sự thật. Được biết, chú voi trong bức ảnh hiện đang sống ở vườn quốc gia Nagaroli của Ấn Độ. Theo đó, thứ chú voi này cho lên miệng và nhả ra khói trắng thực chất không phải là thuốc lá mà là than củi. Có vẻ nhiều người sẽ rất ngạc nhiên không biết lý do tại sao chú voi này lại ăn than củi. Theo các nhà khoa học, trong than củi có những thành phần có tác dụng tốt với sức khỏe như giúp nhuận tràng hay trung hòa các độc tố có trong cơ thể. Top 10 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất hành tinh. Tờ ABC News Bond vừa liệt kê ra danh sách 10 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất hành tinh. Đứng đầu trong danh sách này chính là giống chó Pitbull nổi tiếng. 1. Pitbull. Pitbull là giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ. Nhờ vào tính hung dữ, hiếu chiến, dai sức và gan lì nên chúng thường xuyên được sử dụng trong những cuộc chạy chó. Hiện nay, loài chó này có nhiều giống khác nhau như American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, American Bully, American Bulldog, Dogo Argentino, Risa Canario, Kenny Corso. 2. Rottweiler. Rottweiler là một giống chó to lớn, thông minh, có nguồn gốc từ Đức. Dù rất hiếu chiến, nhưng loài chó này lại cực kỳ trung thành, biết nghe lời chủ nhân và sẵn sàng liều mạng để thực hành mệnh lệnh. Hiện nay, chó Rottweiler rất hay được dùng trong các công việc như canh gác, cứu hộ, chăn nuôi gia súc, v.v. Thậm chí, nhiều nơi còn huấn luyện chúng trở thành chó nghiệp vụ. 3. Chó săn cừu Đức German Shepherd. German Shepherd là giống chó khá lớn có nguồn gốc từ Đức và được giới thượng lưu ở các nước như Mỹ, Anh ưa chuộng. Bởi vì chó săn cừu Đức không chỉ thông minh trung thành mà còn rất dữ tợn, thích được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, chính những đặc điểm này khiến chủ nhân của chúng không ít lần phải điêu đứng khi thú cưng của mình tấn công sẵn sàng người khác để bảo vệ thân chủ. 4. Doberman Pinscher. Doberman Pinscher là giống chó rất hung dữ, thường được nuôi để giữ nhà, canh gác, làm nhiệm vụ an ninh. Dù chúng rất trung thành, thông minh và cực kỳ dễ đào tạo, nhưng có đôi lúc đặc điểm đó lại khiến giống chó này được liệt vào danh sách những loài chó nguy hiểm nhất thế giới. Bởi vì một con Doberman Pinscher sẵn sàng tấn công một con người hoặc các động vật khác nếu động chạm vào chủ nhân của nó. 5. Alaskan Malamute. Nhờ vào đặc tính khỏe mạnh, dai sức nên giống chó Alaskan Malamute hay Malamute thường được dùng làm vật kéo xe ở Alaska. Tuy nhiên, điểm đáng sợ của giống chó này là chúng rất thích yên tĩnh, ít sủa nhưng lại âm thầm tấn công từ phía sau. Thậm chí, một con Alaskan Malamute trưởng thành khi tấn công có thể gây tử vong cho con người nếu không được can ngăn kịp thời. 6. Work Hybrid Sói Lai. Work Hybrid là giống chó được lai giữa chó nhà với một giống sói như Canis, sói xám, sói Ethiopia và sói gỗ phía đông. Do có gen di truyền từ sói nên Work Hybrid thường có tính hung dữ nhưng lại nhút nhát rụt rè, ít dám tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, loài chó này lại là người đồng hành tuyệt vời đối với chủ nhân của nó. 7. Chó võ sĩ. Có nguồn gốc từ Đức, chó võ sĩ hay chó Boxer thường được biết đến là một trong những giống chó hung dữ và có những phát cắn đáng sợ. Được biết, lý do khiến chúng bị liệt vào danh sách những loài chó nguy hiểm nhất thế giới là do loài chó rất thông minh, trung thành với chủ nhân nhưng hay nghi ngờ người lạ. Thậm chí, một con chó võ sĩ có thể sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nếu nó cho rằng thứ đó gây hại cho chủ nhân của nó. 8. Chó Husky.
Husky là một giống chó sống ở Đông Bắc Siberia, Nga, có bộ lông kép dày màu trắng xám, hai chân dài trông rất cá tính. Những con Husky sống hoang dã trong tự nhiên có tính tình gần giống với loài sói nên rất hung dữ. Tuy nhiên, sau quá trình đào tạo của con người, chúng hiền lành hơn và có thể trở thành một vệ sĩ khá hoàn hảo cho chủ nhân của nó. 9. Gritten. Gritten là giống chó có nguồn gốc từ Đức. Đây là loài chó cao nhất thế giới, có bản tính khá hiền lành đối với chủ nhân của chúng. Tuy nhiên, loài chó này có thể trở nên rất hung dữ và đáng sợ đối với những người lạ hoặc không được đào tạo. 10. Bull Mastiff. Bull Mastiff hay chó ngao bò là một giống chó to lớn được lai tạo từ hai dòng chó ngao và chó bò Anh. Ban đầu, chúng thường được dùng để phục vụ cho thú chạy chó của giới thượng lưu. Nhưng trong thời gian gần đây, Bull Mastiff còn được dùng vào công việc canh gác, đi săn hoặc làm bạn. Loài chó này có đặc tính rất hung dữ khi bảo vệ thân chủ hoặc gia đình của nó. Vì vậy, chúng được liệt vào danh sách 10 loài chó nguy hiểm nhất hành tinh. Ngao Tây Tạng với Pitbull, loài nào mới là mạnh nhất? Đã có nhiều tranh cãi được đưa ra, sư tử núi tuyết Ngao Tây Tạng và vua chó chọi Pitbull, con nào mới đích thực là vua của các loài chó chiến đấu? Một chó Ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng. Chúng được mệnh danh là chúa tể thảo nguyên hay sư tử núi tuyết do sống ở vùng núi Himalaya và Tây Tạng Trung Quốc. To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai là những gì mà người ta nhắc đến khi nói về chó Ngao Tây Tạng. Trên cao nguyên Tây Tạng, có lẽ không loài vật nào là đối thủ của chó ngao và chỉ con người mới có thể khắc chế khiến chúng phục tùng. Có một huyền thoại về chó ngao Tây Tạng là chuyện của con Sát Ba Tháp. Nó đã cắn chết tổng cộng 37 con sói để bảo vệ đàn gia súc và được mệnh danh là thần khuyển với dân trong vùng. Với những đặc tính nổi trội như lì lợm, trung thành tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất, Ngao Tây Tạng được giới nuôi chó trong và ngoài Trung Quốc đặc biệt ưa thích. Và lẽ dĩ nhiên, loài thần khuyển quý hiếm này cũng có giá đắt nhất thế giới. 2. Pitbull vua chó chọi. Pitbull là một giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ. Chúng có thể được nuôi để giữ nhà và cũng thường được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó vô cùng dữ tợn, hiếu chiến, bền bỉ, gan lì, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được gọi là võ sĩ giác đấu. Chúng được nuôi ở Anh vào thế kỷ thứ 18 với mục đích dùng để đấu với các giống chó khác trong đấu trường hay trong một cái hố lớn, phục vụ sự hiếu kỳ của dân thượng lưu thời đó. Ngoài ra, chúng còn được huấn luyện để đi săn. Khó có thể trả lời loài nào mạnh hơn. Pitbull được các nhà khoa học đánh giá là loài chó có lực cắn mạnh nhất, nằm trong top 10 loài động vật có cơ hàm khỏe nhất hành tinh. Trong khi đó, những thông tin tương tự về chó ngao Tây Tạng thì chưa rõ ràng do loài thần khuyển này khá hiếm và chỉ có ở Trung Quốc. Nhưng câu chuyện về một con ngao tạng cắn chết 37 con sói cũng đủ để xếp loài này vào top các động vật mạnh nhất hành tinh. Trên mạng Internet có nhiều clip ghi lại những cuộc đấu giữa Pitbull và Ngao Tạng, thường là do dân chọi chó tổ chức. Một số clip cho thấy cuộc đối đầu thường khá ngang sức, Ngao Tạng thường có lợi thế thể hình lớn hơn nhưng Pitbull lại rất dẻo dai. Bạn sẽ sốc khi biết những que kem ngon lành được làm từ nguyên liệu gì. Thực tế thì những que kem này không thể ăn được và chúng được làm từ nguyên liệu không ai có thể ngờ tới. Thoạt nhìn chúng trông như những que kem nhiều hương vị mà chúng ta có thể bắt gặp ở nhiều nơi, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện một sự thật hoàn toàn khác. Không chỉ không ăn được, những que kem nhiều màu sắc trông có vẻ rất ngon mắt này còn gióng lên hồi chuông báo động về môi trường đang ô nhiễm nặng nề xung quanh ta. Bộ sưu tập que kem khổng lồ này được thực hiện cho dự án nước bị ô nhiễm nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm nước đang gia tăng do tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và đô thị hóa. Nước làm kem được lấy từ 100 nguồn nước ô nhiễm khác nhau và đổ vào các khuôn nhựa trong suốt. Những mảnh rác thải trôi nổi trong nước bẩn như túi ni lông, nhựa, chai lọ vẫn được giữ nguyên bên trong, tạo nên hình ảnh những que kem vô cùng độc đáo. Tác giả của ý tưởng độc đáo này là ba sinh viên Homai Chen, Gu Yihui và Chen Yuti đến từ Đại học Nghệ thuật Đài Loan.
Với mong muốn tập trung vào các thay đổi môi trường chứ không phải là hương vị, ba sinh viên đã tạo ra một dòng kem que với tên gọi kem que từ nước ô nhiễm. Tác phẩm của họ đã được đề cử cho giải thiết kế Bignon và tham gia triển lãm thiết kế mới của thế giới vào tháng 5 năm nay. Dự án nhằm mở rộng nhận thức về ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng sâu sắc của ô nhiễm nước đến con người. Đã đến lúc con người cần thận trọng và quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống xung quanh nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!